chào tất cả mọi người để đến với kênh Hăng Hô. Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là một ngày rất là rét mọi người. Ở Bình Định nó lạnh. Thấy bếp nhà mình mặc áo ôm sùm mà nó ngầu co ro cũng rúm mọi người. Hôm bữa giờ mọi người có cái Hiến nó chạy taxi ở bên tem mình á. Bị Hiến á mọi người, nó bị hư cái điện thoại mà cái cảm ứng nó vuốt không được, nên là khi mà nổ áp á, Hiến nó vuốt là cứ nó trật là cuối cùng là nó bị mất mất lượt, mất khách hết mọi người. Nên là hôm bữa giờ doanh thu của Hiến tục á, mà giờ mấy anh em cũng không biết làm gì để giúp Hiến á, thì Bết có đưa ra ý kiến rất là hay luôn mà hắn thấy nó hợp lý á. Nhưng mà đỡ tạo cho anh em một sự bất ngờ á, tạo cho Bí Hiến một sự bất ngờ lớn luôn và cả những người anh em khác luôn. Nên là hắn mới chở Bết hai anh em chạy ra ở ngoài FPT á mọi người, mới tạo được cái này đen đen cui ra cho mọi người xem Bết. Thì hai anh em mình mới ra mới mua vừa luôn nha mọi người nha, mới mua thì luôn đây này mọi người coi này, còn hộp đồ full die full hộp hết nha mọi người, mua ở bên FPT nha. Thì cái điện thoại thì hiện tại mấy anh em mình cũng không có nhiều tiền. Mình có mở ra không? Hay là tí nữa anh Hiến mở ra? Thì em khui đi cho mọi người xem luôn gì đâu. Đây nè, mọi người nhìn nè. Đó, mọi người thấy không? Nó tặng, cái này là nó tặng một ốp lưng mới nha mọi người nha. Thì cũng team mình cũng không có tiền, nhưng mà cũng thần cũng ứng trước tiền quỹ mọi người. Thật sự là kênh chưa có ngàn nào hết luôn. Đấy, không phải là ăn cờ đâu, nhưng mà thật sự vậy. Đây cái ốp. Nó còn cái mạc. Đây này cái mạc. Cái dán cái mạc á. Đây này, mọi người. Đây nha. Cái điện thoại Vivo nha mọi người. Thì hằng nghĩ là với cái giá tiền này, với lại các cái tính năng mà hằng so sánh đó, thì hằng thấy nó cũng hợp lý ha. Hợp lý nhất. Biết thấy vậy ổn cho em. Đẹp mà anh, em nghĩ là anh Hiếu sẽ rất là thích luôn đó. Đó mọi người, thì đó nguyên hộp luôn, mình máu mua luôn. Do cái bill này em bỏ đâu chắc rất là mất rồi. Giờ có cái bill không? Đây. Lấy cái bill này đó. Đây nha mọi người nha, hằng mới mua luôn nha mọi người. Thì cũng không có tiền mọi người ơi. 3.990.000 thôi. Ngày 7 tháng 1. Đó là niêm yết bắt đầu bán ngày 7 tháng 1 năm 2021 mà mình Hân với Bết mới ra mua luôn. Thì bây giờ mọi người đón chờ cái màn tròn của Bết và Hân dành cho mấy anh đồng chí nha mọi người. Và mình tặng là mình phải tròn đúng rồi. Chứ đâu phải tự nhiên lấy cái điện thoại xong đây có liền vậy đâu được mọi người. Đâu có dở dàng gì mà anh được không ngờ không. Thôi giờ mọi người theo chân hai anh em mình nha. Let's go. Kỹ dư Bết bà dù tất cả giờ nó vô nó thấy là mình đã phát hiện mấy anh em mình lộn. Bây giờ em chỉ bao cốc xe em là tròn không có được. Cắt đây em, cắt đây. Rồi bây giờ Bết đã cắt cái điện thoại rồi, bây giờ hai anh em mình sẽ đặt cái quay cho mọi người nha. Đợi mấy anh đều chạy vô nha. A few moments later. Giật mẹ nước có lên liền. Vừa giết sao? Ủa rồi thâu quá rồi bây giờ. Cái đủ Chụp lên mẹ điên chơi. Ôi sang cái liền đèo nó, sang liền đèo nó. Mẹ, sang liền đây nè. Sao đâu? Rào vậy là đi đóng mà nằm tình quá. Điều nghe, ông cũng dài ước. Thôi giờ, qua kia qua làm đi vậy anh Thảo. Nói giờ, như vậy như vậy. Cho em phải anh liên. Cái bật. Ôi. Dơ chứ. Thôi đừng nói độ dơ của mình. Thôi nói vậy rồi. Ui dơ, thầm dơ, uống mẹ luôn. Tại đó chỉ có ông Gót nó uống được cái nước đó rồi. Bở cái liền mất đợt. Cái liền cho anh. Bở cái liền bở đồ. Mẹ cho nó uống vậy em tức à. Bảo nó uống hết rồi. Mẹ. Vô mua tao nó kia chai khác. Để em có tiền đồ mày uống chinh người em. Thôi mình đừng lấy chai đồng kia rồi. Mấy anh em uống có 1 chai. Mấy anh chai rồi. Chụp ngựa lại em không chạy lắm. Mưa rào và gặp bãi đây thôi chứ chết. Chứ đem mình làm gì nào? Mày lấy cái ly luôn chứ đủ mày. Nào ông nào có làm đi còn gì đi chạy xe nữa nè. Xe đủ quậy một. Đứng dưỡng như bây giờ làm gì ngộng đóng nhà cũng cờ tướng nè. Bản thân đi sao lạ mày. Sao sao á. Gì? Không có. Nói là dày. Tinh thần bữa này ném. Gì? Cho lên cho anh. Ông im đi, đâu đều điếc tai mấy ông ồn ào quá. Nãy anh dẫn qua quán đây là hợp lý. Cho nãy ngồi trước nhà cũng cố coi ngủ. Bỏ cái bỏ đó là sao đi lấy ly nữa mày, đừng có mệt chứ mày. Lấy em uống mà. Ông uống hết nửa chai rồi còn gì nữa. Ông uống đâu. Vô. Còn còn thấy kêu em làm gì nữa mày. Lâu ngày hình đỡ mình. Em nghe nói là thật anh quá. Vô tôi nữa em. Thái sáng. Thái sáng có giấy bà. Được chưa? Thái cái gì bếp? Cái món gì bếp gì bếp? Cái chun nhiều vậy. Cá chun, thái sáng giấy bà. Cái này có cồn chứ cồn nữa hay thảo. Ui.
Vậy là ăn quá không ăn đúng không? Ôi, bữa đó cho anh cô một lần nào ngán như mẹ rồi. Quý ồn ào quá. Quá mày trời mất vậy. Vậy thôi anh đi. Mẹ, tao cười quá thôi vậy. Mẹ. Đi sao không đi. Rồi lại mang tang này rồi. Ê. Làm gì vậy em à? From the South King. Quá. Đi đến đi sao bị mình đi mất. Bây giờ tao làm đây thì đi về nha. Im. Trời ơi, ồn ào quá. Thôi mình em chờ uống trà đây, gặp uống trà. Đi chờ đó tôi có tiền. Anh em bạn. Sao lại không quý đi sao? Thứ này này ông cho ông ở nhà ông có tiền cho ông ở nhà. Ờ đứa nào có tiền ở nhà ấy nào. Nhớ kêu anh. Thôi kìa, tao đi cho hàng đâu mất. Giải thoát em rủ vợ anh đi thôi anh ở nhà nha. Đúng em sống nhà. Thấy em mình đi trà. Chết là chê nó gọi nữa chứ. Đúng rồi. Chết cha rồi. Nhìn. Chết rồi. Ờ, sao anh? Quá, anh gần tới rồi. Alo, mơ tướng. Ờ, đâu, em giúp. Em chờ anh em chui. Chết mẹ đâu, cái điện thoại hết pin nữa chứ. Bết, cà lít, cà chạch. Cà chạch. Thôi. Ở mấy đây cần gãy đi, giờ đang đang công việc cho người đi đâu nào. Chết mẹ đâu, cái điện thoại anh hết pin mẹ đâu. Tất cả, bấm đưa điện thoại cổ tiền mày đưa điện thoại tao mửa tao gọi anh vợ tao quay 0963 02 05 07. Còn pin mà hết tiền mày nói điếu nghe luôn. Em không cho biết đâu có xài tiền không cái điện thoại tôi biết đâu nói động mày đưa còn tiền cho anh mượn tay bình hiếp gì cho đẩy lễ tao gọi xe tao đây hiếp cho anh không mượn mà điện thoại tôi chú bình thường nhưng mà đâu không ăn nói bằng kia tao có dọn rồi em trẻ công ty mượn gì mượn bằng gì mượn lắm nào đâu điện thoại không có đúng tiền đưa cho ông mượn kêu chứ mày điện thoại tao bị hư lo chứ không đưa đâu. Thấy anh em giải được mẹ. Anh hiếu điện thoại anh gọi đâu tốn tiền 100. À, mà chạy. Tao đưa mượn điện thoại mày quá. Điện thoại tôi nó không ai nghe đó. Nè. Mày hư lo mà. Điện thoại hết pin mẹ. Biết tính rồi nè. Rồi, quên hai cái điện thoại luôn. Mày đây mày đưa tao đi mẹ, đưa mày điện thoại mẹ ơi. Điện thoại em nửa tháng nay có nộp tiền. Mẹ đi. Mày quay mày không cùng mẹ tao mà hai cái. Đưa mượn đi, tao đi hỏi chút. Mày đi mày đưa ông, đưa ông. Tao cái điện thoại mà làm gì? Cái mặt mày lại vậy? Quả chứ điện thoại mày nó nhảy vậy mày. Cái điện thoại này như vậy. Thoại chạy áp á, ẩu á. Mật mã gì? Ờ, 3945. Trời ơi, anh vậy chạy dài sao bắt khách được anh? Vậy khi nào bị công ty đuổi? Sáng là chưa chạy được. Tại vì á, mỗi lần khách gọi á, nhảy tưng. Dút được, Gọi hư rồi. Hư điện thoại, hư rồi, ăn nậu. Ờ, vô. Đàn nước sạch. Alo. Bị vậy. Ờ em cái xe Hoàng Hà ở ngoài Thái Bình đó em. Nó vô tới rồi mà giờ anh đang chuẩn bị làm video với mấy anh em á nên là anh không có đi ra đón được. Thế chuẩn bị đi cho các cô ấy. Phú quần chứ gì? Các cô không? Không. Em. Thôi quẩy tao tốn tiền không nào. À. Vậy thôi mấy anh đi cho các cô mời em đi được cả nhiều nha. Em bị cô mẹ. Ôi, ôi em chưa. Dập đèo mày luôn. Ủa mày kia con kia gì? Anh đang làm video ở bên cái bàn nè. Bóp gì vậy Bình? Đúng rồi. Đưa điện thoại sạc anh. Làm gì xây dựng ở đây? Mũi chơi nhà anh. Ồn ào dữ bây. Làm gì xây dựng ở đây? Rắc đi em hăng em. Em bị khùng hay sao vậy? Mẹ đỡ cho anh không có gì hết. Xì nữ em. Xì nữ hai chị. Em rất thích anh rồi. Anh rửa bao không? Anh đâu mà bỏ công bỏ việc mà. Tao không ngoài nào tốn điện thoại không đâu. Mấy trăm rửa bao không? Ngay sao cười với mày? Không anh gì hả? Em nói gì? Làm gì xây vậy? Đủ mày quá đây. Giúp dậy đâu? Vô. Vô nha. Về xây. Sức người có hạn nha. Đi em về. Anh ơi, hết cả cô mấy anh. Mày nói gì biết? Ông chồng Âu với ông Hồng tụng mày ném vừa phá. Đồ tôi không đưa điện thoại đâu, giờ tôi lấy điện thoại rồi, lấy điện thoại nó đi làm anh nào. Không sao, cái gì nữa, giờ nó lên chắc á. Nó có lên nữa đâu anh. Đồ tội nó đã hư sẵn rồi, giờ đọc đi đâu nữa. Bây giờ đồ nó gì? Anh nhanh nhanh, nó còn nhanh. Nó coi, nó coi cái điện thoại nhanh được. Ừ, cái đây,
Cái đây lên thay màn hình là ngang cái điện thoại luôn á. Mày đưa đâu rồi, không thể buồn. Cái dòng đây đâu có thay được đâu, thay tiền nhiều lắm. Được. Cái này là gì? Galaxy S9. Mà lúc đó chuyện nói ông đồ mà nói như vậy. Mà mấy người đi làm sao? Ông đang nghe điện thoại, tôi nói video mi ông cũng đang nghe điện thoại đâu. Đầu thử nó lên không? Không lên đâu. Không ấy là nó, ấy bây giờ nó còn nháy nháy được không em? Quần hơn tôi cũng tới ông tao vậy. Ông tao lao hết rồi. Mày em đưa điện thoại em là bỏ rồi. Đồ tôi không đưa điện thoại đâu, tự nhiên tôi lấy điện thoại tôi. Mày nói em quên đặt nữa sao? Cái này còn rẻ hơn cái đó. Cái này tầm cái máy, cái này thấy nó hơn cái viền nào hiểu? Tôi biết ông đòi cho tôi. Thấy quần nhưng mẹ chưa màn hình cho con tôi dùng nhớ đâu. Màn hình muốn đâu em màn hình? Còn mang đậu đó. Thì đưa con tôi giờ số rồi tôi cho con biết tôi dùng. Ông đòi cho tôi đó. Tôi mất hả? Trời trời vậy. Chưa lại. Còn mãi màn hình này nó còn nháy nè. Giờ màn hình nó còn nháy. Nó chưa được trả tiền. Nếu vậy nè mày coi màn hình còn nháy thì sao còn nào? Nó nói không chạy được á. Không. Mày cùng cái nào? Không. Mày chưa làm hả? Không. Hay là mày chưa? Này phải mình nói. Nhiếm kìa nó. Mét cái điện thoại rồi. Đồng hiếm không? Cái này chết rồi. Ừ mẹ nó. Thưa ơi, cái điện thoại này còn nhớ. Điện thoại Nam đặt điện thoại gì mày, đấy? Mày đã chết rồi. Hiếu, cái điện thoại này. Ông tròn giấy rồi. Bỏ đâu cho giờ biết cái này. Cái gì vậy? Hiếu, lỡ ơi, tao Hiếu. Anh quát thấy anh Hằng làm vậy được không? Mấy ông đậu kìa. Chú quay chi nói đi ấy động mày chứ. Bây giờ anh Hằng cái chuyện nội bộ anh em mà quay lên cho người ta chứ. Em quay lại em đỡ cho anh Hằng anh biết được cái anh Hằng đỡ xong này anh Hằng nhìn lại anh Hằng làm vậy được đúng không? Biết còn màn hình còn sáng này. Nó bớ mày sao vậy? Sáng dài mày nhìn. Rồi chạy cái còn có cái đó nó chạy được. Cái đó nó đỡ lại. Màn hình còn sáng mà. Em quay nhảy. Đây nè cái đây nè, biết thấy ông cho cái chừng hiếu nó giật mày mày nói không? Trời ơi, cái điện thoại đây nó lưu giữ biết bao nhiêu tập bây giờ em mới có một chiếc đây là nó quan trọng lắm. Không lớn đầu mà sao không đầu lắm. Ủa kia sao giờ nó không cho có chị phải không? Ủa mẹ. Ông cho mày không ạ? Ông đang nói điện thoại mà tôi nói đi. Nay dựng lên chữ Samsung. Nay dựng lên chữ Samsung. Chuyện đó. Anh làm gì anh quá? Ủa gì xuống màn hình cho con tôi cho mẹ đi. Đúng rồi. Ông đưa tiền mày xuống đó kìa. Ông biết mùi bao nhiêu mùi miếng hả? Chưa. Thổi đầu nhỏ nào. Anh Quốc cho tiền anh Hiếu mua điện thoại anh nhắc. Mấy ông đó ông đang nghe điện thoại gì biết không gì đang ngồi úp phơi video ông. Đi đi theo là của ông đó. Tao nói giờ mày hết. Tao đang nghe điện thoại xe nói gì có biết ôm vợ tao nó nói đồ ông đứng về nhà. Quỷ bé này nhây chứ. Nó luôn rồi này. Mày muốn lấy giúp nhỏ thì em thử lấy ông đâu. Vậy mà chạy gì nữa? Không có. Rồi chết nữa. Ê ê ê. Bán nhà mà ông mua ai mua điện thoại cũ quá. Bán 5.000. Tao mấy anh đừng giỡn nữa anh Hiếu khét quét đầu kìa. Rồi lấy cái bình này ra. Mình chồng mình nhảy quá. Không, cái bình này. Anh Hằng thấy anh Hằng làm vậy được không anh Hằng? Anh quên anh tướng đâu cái điện thoại anh. Anh nóng nhờ anh phải suy nghĩ cho anh Hằng. Cái điện thoại nấu đơ mà chứ cùng tròn bình dù. Đó nó chưa được không chưa chứ. Muốn cái đây ông mấy về đền cho nó. Hiếu rồi Hiếu. Không có đền này. Hiếu vô cái này nó bớ mày. Bớ cái gì? Bớ cái gì mày ơi. Mày tao đụng mày điện thoại cũng được đe chứ điện thoại ông gọi cho ông đồng lộn mày kiếm thợ đèo thợ cha chú quấn luôn mày. Trời sắp sắp còn nguồn đây nữa mới ông đang điện thoại cũng đầm xì. Anh cũng nói thế không mà lẹ em. Tôi biết mấy người đền tội tôi không biết đâu. Tự nhiên mượn tội tôi tập ông đậu. Thôi lỡ thôi Hiếu. Nếu mà nó không thì mày không. À thôi tao cho mày điện thoại tao này. Mày để cái bài iPhone này ông đập chiếc lát cái iPhone. Trời cái điện thoại anh Quốc còn gốm nữa. Nghe được nói không được Hiếm à. Chắc mẹ rồi. Alo à nghe. Ngồi nhà nó chỗ nào á. Thằng Hiếm được chắc nữa Hiếm. Làm YouTube bây giờ cũng có lương có bóng là lấy thoại đập thì chết nữa. Đúng anh Hằng làm gì chứ không mà cho đập điện thoại đó nữa. Ông ẩu với ông Hằng rồi. Thôi bây giờ anh em người góp vô giày xị ra. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ông làm gì cũng ông làm. Thôi Hiếu ơi, anh Hiếu. Thôi ném đi. Lấy đi. Đó ông Hằng nó mua lại. Đâu có điện thoại đâu, nó đi chạy xe đồ. Điện thoại đâu, chạy xe app gì đồ. Mấy ông làm ăn chiếu lẹ. Thôi lỡ thôi Hiếu. Quân Hằng chơi với mày. Mày chơi với mày, chơi với mày. Thôi anh Hằng anh lỡ chứ anh Hằng cũng cố ý đâu. Ý là nó. Thôi vậy, anh Hằng lấy điện thoại anh Hằng đưa cho nó xài đi. Cái này bớ mạch sao không còn mạch trước được. Bây giờ nó hư mạch hơn về mà. Anh Hiếc đi hiểu kìa anh Hằng. Hiếc lỡ rồi không. Không, điện thoại còn ngon mà. Con dài anh, cúp ôm vậy mà ngon. Dài à, đây là đây một điện thoại tách ra thành hai điện thoại anh lửa. Thâu Hiếc. Không mua được. Mẹ này xuất tiền mà. Thâu Hiếc. Cái nước tiền luôn á. Em nói người vừa quét. Giờ chỗ ông Hiếc đi. Em cứ dậy rồi mày. Thâu Hiếc. Dậy vậy đó.
Ủa dưới đó mà có điện thoại của nó. Thầu em mới lên người tên nhộng cái gì không? Mày gọi cho tao như vậy không? Thầu hiếm hiếm. Không giờ sao? Sớm là người tên nhộng đúng. Rồi nó đâu tôi cũng nhắn cho mượn đầu nào thì nói cũng để tình rồi nhá. Kỷ niệm rồi nhá. Sớm là người tên nhộng kia. Anh hiếu. Em vậy ơi. Trời ơi tao đỡ đâu cái lưng mày đeo. Trời vậy mà. Đúng rồi, ai biểu? Trời vậy em phải dậy. Thôi thôi, đỡ dậy. Đỡ dậy mà đỡ dậy sao vậy? Bỏ đi thôi được kìa. Còn cái điện thoại trong túi á, coi rớt luôn nha. Bỏ nó lên đây. Ê, ba từ, từ nó kẹt luôn. Thằng Quân, chúng anh cỡ nữa, thiệt tình. Dậy đi, sao vậy? Bây giờ sao? Bây giờ tính sao? Đỡ hơn nó mua lại gì đâu, hơn kêu mà. Ai biết trời nữa chị. Hào Hiến ơi, không có gì không, giờ không mọi chuyện cũng xảy reo. Con Hiến, con đang mua cái gác đá đi. Nấp thôi không được, không đi. Lỡ thầu chứ giờ, lỡ thầu chứ đâu. Lỡ thầu anh. Lỡ thầu Hiến, bậy giật mình. Cứ đạp xe vào rỡ thầu ấy. À, giờ mua cái giờ làm gì được, trời chết rồi. Cái mỏ mày không à? Không, mua lại cái quay tôi này đi, tôi bán lại nhiều thứ. Hôm nay nó còn giật mà sao giờ hết giật. Không giờ giật gì nữa. Bữa bữa giờ anh nấu cái gì mà nấu dữ anh thằng. Dạ mới đó đâu. Tên Hiến. Thâu thâu. Đừng mua gầy gỗ anh em muốn lộn lại không chứ. Rồi cái lẹ sao? Mấy anh, mấy anh vừa góp tiền lại mua điện thoại cho anh. Hay là giờ mấy anh em mình góp tiền đi. Cô ba còn nhiêu? Thế là còn tiền quá. Tao tiền đâu rồi? Chục cho mua điện thoại anh. Tôi mấy đòi điện thoại đâu. Mày tụi mày đi cho vậy, mày đem 90 ngàn. Anh đập điện thoại vô giờ anh ngậu nói. Em còn 10 ngàn là 100 ngàn. Ờ, rồi 90 ngàn. Đi vậy. Rồi cha thì chứ bây giờ mày anh em đâu nói sáng mà già cho 100 ngàn không uống liệp phơ còn giấy bậy á hân làm sai hân le đúng không anh làm sai mà giờ anh ngậu nói nói đi nè mấy bác nghiến lại nam mấy nam bác nghiến lại cho nó chết tiền tài đâu mày mày đừng như tiền mà đưa đây nói em còn 120 với mày chắc em có 10 bị hiến thay vậy cho yếu đuối lắm gấp nhiều nhiều đi cho gì mà anh thằng 90 cũng thằng 121 ngàn em còn 10 ngàn anh đặt điện thoại người ta vô giờ anh biểu không biết coi cái mình nam có điều không cho 2 ngàn nữa chắc chứ. Trời. Cái bụng mình bụng nậu đó đi chơi đem 2 ngàn. Thằng quần. Mày uống nước mày lần nào mày mới tao tính đó mày đem 2 ngàn thằng quần. Trời. Tao giải biết thật. Rồi vậy sao mua điện thoại? Mua điện thoại. Mua thôi anh đập điện thoại nó. À, giờ nào nói? Anh bây giờ anh bỏ thêm 300 ngàn nữa mua điện thoại của bác. Bây giờ anh đòi đi chứ anh đòi nói điện thoại em. Mua cục gạch anh. Còn anh còn quát nữa quên. Quát quát. Anh góp đi anh góp 1 triệu em quát. Đây. Anh góp 1 triệu em quát. Chị khó xe ta nè lấy cái mẹ này. Cái tiền đâu? Biết sao? Ông quý cái mỏ kêu mẹ đi. Không có ai đâu kêu mẹ. Nó tào lao nha. Tao bảo diễn kiếm tiền. Không có 1 ngàn anh thờ luôn. Ui. Ủa vậy lấy để uống nước ai trả tiền nhà anh quá. Nước ai ra tiền ngoài. Nó làm hư tôi nó tự chạy. Vậy vậy mà chạy vô lấy nước uống như đúng rầu. Thế chị gọi gì ta đâu. Thầu giờ kêu cái mỏ mẹ cái lửa này. Cái lửa này đỡ dậy cái lửa. Nè ơi ông nè rồi. Bây giờ đứng như tôi vô làm nữa tôi đi về luôn á. Thầu hiếu. Đó thầu đi. Chưa mấy hả. Khi xưa đi ba thường lên ba Polo làm quen với cô em học sinh em tên là Linh nhìn em rất xinh làm cho trái tim anh suy tình nhưng anh đâu hay rằng Linh cho leo cây vì anh không có iPhone cầm tay có gì ai tối chi mày ai biết đâu anh nói biết mày đừng có quay hiếm nữa mày quay mày kiếm túi đi cho không có 1 ngàn cỡ tôi vậy mày vô kêu nước uống đúng rồi ai biết đâu điện thoại chút giờ rồi ra mày ăn luôn anh quá ôi mới đi chơi điện thoại tôi mới đập dây điện thoại đây 121 ngàn của Bình 90 ngàn của Hóa 2 ngàn của Nam nói chơi đem nhiêu đây mẹ giờ sao anh nhiều nhiều chú đi chơi với đi đâu nè đem đi cho nhiều thôi vậy thôi tao cắt tao đi uống hộp phơ mấy mẹ ơi tao vậy mua điện thoại chứ anh đặt điện thoại đó cho anh lượm tiền rồi đi thao lỡ lỡ bó hồ tha anh hiếu không có mấy người còn sống vậy rồi anh vừa mãi rồi cho anh thao lỡ anh với em đi gì à đồ đặt điện thoại đi lỡ bây giờ thao giờ bé đi về nha Ủa tự nhiên vậy? Ok mọi người, bây giờ mình vừa bếp đi về nhà. Đồ mày đâu giờ mày. Đồ đi chở hàng thiết mẹ luôn, tết mà vô trời, nhà. Trời mình trào quá mày. Quân. Kệ anh nè, anh em bình thường uống. À được hả? Thấy trà được hả? Mày này nghi tràng cái là dành liền.
cho em bật lên đúng trà cũ, trà cũ em hai bên không mày để xong biến thấy tràn cái bay lại bon em nó ngồi kia liền cái máy mà thôi đây dành trà đây ấy là tôi nói từ bây dành trà đây dành trà của nó đi nhà tao bắt gặp hơn lấy cho nó đâu mày quần ấy là nghĩ mà đơ bị vậy nó kéo nó ăn đập điện thoại của ông. Đập điện thoại dữ không? Mấy đập điện thoại vậy, tôi nghĩ ông giống ai ông làm thiệt vậy. Tao hiếu, hiếu. Hiếu đừng gắt nữa thì đâu à. Ồ, cho trầu két kìa đầy đầu hết vậy. Hiếu. Đầu lớn rồi. Quần xuống nghe mẹ. Quá ơi. Cô, bố xô. Tao quần trời mày. Vậy em. Anh Hiếu, anh cầm gì kìa Hiếu. Anh đồ, mua điện thoại nào đấy. Đây. Hiếu. Hiếu. Con kia. Hiếu. Hiếu. Bém đầu nó nhìn liền rồi. Hiếu. Để, nó anh nói chuyện thuộc cái mạng mày tao thấy tao hết muốn nói chuyện tao hơn mày luôn. Đây có điện thoại nó, điện thoại mới này. Có điện thoại đâu nó giờ Zalo quanh đây nó tím trai mà. Mày biết hết á, mày đành cái gì mày đành. Mày vô thốt qua em lập điện thoại em nè. Coi nè, cái điện thoại đây sửa được tao cho thằng con tao. Thôi biết, thôi bây giờ giao lại nhiệm vụ cho biết em đi. Biết em mà tuyệt vời vậy rồi. Đủ vậy uống cho mua. Con trông biết này là gì? Né lên kìa, tụi bay tỉnh tiếc lên, tao đứng đây tao mỏi chân quá. Ăn mua điện thoại mới luôn này. Má tiện điện thoại mới luôn kìa. Đập điện thoại tôi luôn ơi. Điện thoại em hai cái nè. Rồi tao đập đủ tao đập. Biết cái gì hết mà đập. Đô. Vivo. Y 20. Đập điện thoại tôi luôn đi. Đô, điện thoại mới. Cái ốp lưng tại ngang. Lên. Lên. Ốp lưng sao vậy? Là cái điện thoại tại ốp lưng. Trời ốp vô đi. Đâu đây là cái điện thoại. Hồi nãy anh đập cái điện thoại nó bơ mạch sâu, anh mua ốp lưng. À cái ốp lưng tôi cũ. Cái điện thoại em quay mày. Hử? Điện thoại em nó nứt. Điện thoại nứt ở mày chứ. Đây. Vô. Mày ốp lưng tôi. Wow. Được chưa? VIP Sun. Hay ông mua trang vợ ông Vinh á. Đúng. Gọi sao biết. Ăn quần 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 quần. Đâu? Lâu đỡ không ấy. Ờ. Chết nữa. Vinh nữa. Không có đâu. Thành quần đi. Mày chạy đi. Cái ốp lưng tôi cũ đâu. Chờ tôi ốp lưng này chứ. Cái ốp lưng gì ông nậu kia. Cái ốp lưng này, ốp lưng đây, cái ốp lưng khác mà mày khùng ấy quá. Mẹ nó đi dừa, không thấy bấm được mẹ ông nậu. Dừa cái mó mày, mó xá mày dừa. Đuôi. Đây này bấm được này không? Mệt quá mày bị nhai quá. Đôi ông Bết nó làm việc đi. Alo. Bết làm việc rồi Bết. Mày ăn nhoi quá. Bết làm việc rồi Bết. Anh Hiếu. Quá trời ốp lưng này mà mệt quá. Đợi chút mà tôi chạy ra. Đi gì à? Mệt quá. Ông Thành nó ở của tôi vậy. Điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Anh cầm trên tay mở. Thằng mày ham dữ mày. Trời ơi, lẹ mày. Cùng mày đếm túi mày bữa nay mày phải trước ai nữa mày thì. Ý là em với anh Hân á là mua cho anh cái điện thoại của nhưng mà lấy cái cớ là đập điện thoại cho mày. Tại vì thấy anh không có khách được xe. Lấy đi, lấy đi. Quần rồi. Thấy anh đi làm mà không có khách đồ tàu quá nên là hai đứa quyết định á. Mày giờ Zalo tắng cay che mà nha mày. Giỡn thiệt. Mua cho anh cái điện thoại. Ủa thì đây nè, điện thoại đây nè. Điện thoại anh. Đập điện thoại anh luôn. Điện thoại anh này nó giật nó không được luôn. Đập rồi, đập rồi. Mấy anh không. Thằng quần đâu giỡn mày. Thôi thôi. Thôi thôi chuẩn mày cả nhà. Mà thật ai giỡn vậy? Thì bây giờ anh cái thằng giỡn anh lấy cái anh coi. Bây giờ hiến. Bây giờ anh không biết thật là giá nhưng mà bây giờ cái điện thoại đây chính thức thuộc về em muốn làm gì em làm đây rồi. Được chưa? Tăng mẹ mày. Coi cho nó rớt xuống như đó là bỡ thiệt. Rớt bỡ là lần đây bỡ là tao không có đền nữa nha mày. Tao nói trước là biết nghe rồi. Cái ốp lưng à? Cái ốp lưng người ta thành nè anh. Đó. Đâu? Quốc. Thành Quốc. Thành Quốc. Đâu lượm ốp lưng nó liền. Ở trong điện thoại Quốc à? Quốc tao mới thấy nó liền mà. Đâu? Đó. Không có. Đụng nhầy dưới mày. Đó. Điện thoại mày đâu mày? Không có. Thành Quốc đếm túi như mày. Mày. Thôi. Đây đây đây. Đó, đây. Con người còn sống lẹ vậy quá. Tiếp thuốc với anh quá. Ông gì vậy? Kéo luôn cho em ơi. Nó đã bị vậy rồi. Mẹ em. Không. Ơi. Trời ơi. Thế quần kia giỡn tốt rồi làm gì vậy? Tao chọn mở nhiều lần. Chọn gì? Chọn lại rồi cái này. Thôi quá. Mẹ. Thôi giỡn quá. Đơ đừng hiếp. Được đừng hiếp. Cảm động rồi. Không thiệt á. Chưa. Cái đây là còn dễ điên khiêu đồ mới gì không trời. Còn cái iPhone ở đâu? Chắc mẹ cái điện thoại nó đâu? Chứ bây giờ mấy anh em nghe thằng nói một câu đây thâu rầu sao điện thoại nó đâu? Đi đâu đi. Còn nói thiệt luôn á. Vì do tại vì là hiến lại điện thoại nó hư nên anh lỡ, anh Dương Bét lỡ tay đập thì thâu. Cho em nấc cũng... sao? Thành quần sao? Nhưng mà cái tiền đâu mà ông mua điện thoại này dưới? Là tiền á, mấy anh em cũng thắc mắc đúng không? Tiền đâu đúng không? Thì đây, cái tiền này á là Hân trích trước chi phí ra trước bởi vì kênh mình chưa có tiền. Nhưng mà thấy anh Hiến điều kiện như là mình trích trước chi phí đỡ cho mua những Hiến cái điện thoại đó nó là làm công việc trước. Em khổ. Mẹ nào ông kêu. Khổ quần què. Má điện thoại tao nó bơ hết. Nhưng mà anh sao nãy ông đập điện thoại tôi? Anh không. Mẹ. Anh Hân trích trong quỹ chung thì má anh cảm thấy như thế nào? Đồng ý không? Đồng ý không? Mày bơ hết vậy đéo mua tao. Sao nãy ông đập điện thoại tôi? Rồi vậy anh mua em. Điện thoại mày mất ring màn hình mà mua cái gì? Điện thoại tao đâu? Mày đánh em cũ rồi. Chết em nữa. Chết mày nữa nè mày. Mày lúc nào mày cũng chết cho mày á. Thôi em đi chơi hàng gì anh thấy không? Ngồi nó dơ dây nè. Cái điện thoại ông ấy của tao đâu?
Sao không sao bây giờ vậy? Thôi bây giờ anh đưa điện thoại anh đây rồi đưa điện thoại đặt nãy của anh Hiến á, đưa lại cho. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bé. Lấy điện thoại đặt nãy cho thằng Bi bé. Chị Thao. Thao. Cảm ơn. Cảm ơn cái món. Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Mà nãy xong lấy iPhone đọc cho mấy mấy tí. Cái thằng quần đây đổ bây giờ. Chính nói tao ghét cái mỏ. Đâu con? Cái điện thoại quay tôi đâu? Điện thoại quay mày ai biết hỏi ai? Không biết. Gì ta sai vậy? Gì ta sai? Không có, không có, không có. Rồi, giờ dẫn thôi. Anh Hiếu mày bỏ ra 3-4 triệu dẫn anh em đi nhậu rước không, khỏi đây. Không, không, bi bi bi, không, anh có một món quà nữa. Là hồi nãy anh gom được 210 mấy ngàn, bây giờ anh lấy 210 mấy ngàn này dẫn anh em đi. Anh bánh xèo, rồi. Cảm ơn.